các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris, tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ, giọng đọc Hải Yến, số 33. Gần 4 năm qua, trong điều kiện so sánh lực lượng trên chiến trường miền Nam chưa thuận lợi cho ta, ta kiên trì đòi giải quyết hai vấn đề quân sự và chính trị song song. Đó đúng là chiến lược chờ đợi chưa giải quyết, như có lúc Kissinger đã nói. Đến nay ta chủ trương giải quyết vấn đề theo hai bước. Đầu tiên là vấn đề quân sự và một số nguyên tắc về vấn đề chính trị ở miền Nam. Bước 2 là để hai bên miền Nam giải quyết các vấn đề nội bộ miền Nam. Chủ trương đó phù hợp với thực tế khách quan ở miền Nam Việt Nam và xu hướng của đa số nhân dân và chính giới Mỹ lúc bấy giờ. Trước đây, Kissinger cũng đã đề ra phương hướng tương tự, nhưng ta chưa chấp nhận được. Thực tế lúc này đã khác. Sự linh hoạt của Hà Nội đã tỏ ra sáng suốt và đúng đắn. Đề nghị mới của Việt Nam không thể bác bỏ được. Tại Paris, ngày 29 tháng 9, phía Mỹ gửi công hàm cho đoàn ta nói rằng phía Hoa Kỳ nhận thấy có những yếu tố mới quan trọng trong đề nghị cuối cùng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Các yếu tố đang được nghiên cứu hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, khả năng thực tế làm cho vấn đề tiến bộ có thể bị ảnh hưởng rất lớn nếu có sự tranh luận công khai về những vấn đề này trong lúc tướng Hess còn ở Sài Gòn và trước khi tiến sĩ Kissinger có thể thảo luận riêng những đề nghị này với đại diện Bắc Việt Nam. Tại phiên họp tới, ngày 7 tháng 10, phía Hoa Kỳ đồng ý là phiên họp tới sẽ có tính chất rất quan trọng. Điều mà công hàm nói có sự tranh luận công khai ở đây là do việc báo chí Mỹ và các nước đưa tin Bộ trưởng Xuân Thủy phê phán về những đề nghị của Mỹ về Ủy ban bầu cử và tính chất không thỏa đáng của nó. Thật ra, trong phiên họp lần thứ 161 của Hội nghị bốn bên ngày 28 trước đó, Xuân Thủy có phê phán Ủy ban bầu cử độc lập mà Mỹ đưa ra ngày 25 tháng 1 năm 1972 là không có thực quyền. Nhưng Mỹ lấy cớ đó để gửi công hàm lưu ý ta. Đây là một việc nhằm hai mục đích: ngăn chặn Việt Nam đưa nội dung gặp riêng ra công khai, nhưng cũng là một động tác giả tỏ cho ta biết tướng Hess đi Sài Gòn để xem xét tình hình như để nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của ta. Hôm sau ta trả lời cho Mỹ nói rõ việc trên và nói thêm: phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng cuộc gặp trong 3 ngày tới đã đến lúc phải quyết định một cách dứt khoát chiều hướng của cuộc đàm phán. Hoặc là hai bên thỏa thuận được về cơ bản các vấn đề đã được nêu ra thì mới có thể đảm bảo được thời điểm mà hai bên đã thỏa thuận là chấm dứt chiến tranh và ký kết hiệp định toàn bộ vào cuối tháng 10 năm 1972, hay sớm hơn càng tốt. Hoặc là hai bên không đạt được thỏa thuận, cuộc đàm phán sẽ bế tắc và chiến tranh sẽ tiếp tục, thì Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngày 3 tháng 10, phía Mỹ lại báo cho ta rằng vì tướng Hess phải kéo dài cuộc đi thăm Sài Gòn nên hoãn cuộc họp từ 7 đến các ngày 8, 9 và 10 tháng 10. Họ cũng xác nhận lại các cuộc họp đó hết sức quan trọng. Trong đợt họp 3 ngày bắt đầu từ 8 tháng 10, phía Mỹ có thêm tướng Hess, sau này có lúc làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vừa ở Sài Gòn về và bắt đầu bằng những câu chuyện vui. Trước hết là việc Kissinger xin lỗi vì ông hoãn công việc lại một ngày làm cho Xuân Thủy không đi nhà thờ được và nói vui: nếu linh hồn các ông không được cứu rỗi thì tôi chịu trách nhiệm. Xuân Thủy: hôm nay trời đẹp mà phải đến đây làm việc vì sự nghiệp hòa bình, chúng ta cùng xin lỗi Chúa. Lê Đức Thọ thêm rằng: Chúa cũng muốn hòa bình, không muốn chiến tranh.
Câu chuyện chuyển sang việc đua ngựa. Kissinger kể rằng ở trường đua Auteuil của Paris, trên đường ngựa chạy có một quãng có rặng cây che lấp ngựa. Sau rặng cây đó, những người đua ngựa quyết định ai thắng ai thua. Lê Đức Thọ hỏi ngay: chúng ta chạy đua để đến hòa bình hay chiến tranh? Kissinger: đến hòa bình và đang ở đằng sau rặng cây. Lê Đức Thọ: chúng ta vượt qua rặng cây hay để rặng cây chặn lại? Kissinger: chúng ta vượt và sẽ đi đến thỏa thuận. Lê Đức Thọ: nếu các ông vượt thì chúng tôi cũng vượt. Kissinger: cả hai bên đều vượt. Lê Đức Thọ: hai con ngựa song song. Kissinger: nhưng vượt qua đã đến đích rồi, các ông còn nói chúng tôi chưa cụ thể. Lê Đức Thọ: chắc chắn như vậy. Xuân Thủy đề nghị bắt đầu làm việc và mời Kissinger phát biểu trước, vì lần trước ông hứa nghiên cứu tài liệu của ta và cử tướng Hét đi Sài Gòn. Kissinger giới thiệu tướng Hét và bắt đầu bằng những lời lẽ quen thuộc về thiện chí, tuyên bố sẵn sàng thảo luận với phía ta trong 4 ngày liền và đưa ra một đề nghị mới. Nhưng cũng như thường lệ, trước khi giới thiệu đề nghị mới, ông bình luận về đề nghị trước của ông ta. Ông ta nói kế hoạch của ta có 2 khuynh hướng. Trước tiên, tất cả các nghĩa vụ về kiểm soát đều nhằm vào phía Mỹ, còn phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì ít nhiệm vụ, có quyền can thiệp không hạn chế vào các nơi trong vùng Đông Dương. Thứ hai, kế hoạch của Việt Nam chỉ nói tới Nam Việt Nam thôi, không có điều khoản nào khác nói tới các nước Đông Dương khác. Lực lượng của ta ở Lào và Campuchia, các chiến khu của Campuchia và Lào sẽ tiếp tục phục vụ các lực lượng của ta ở miền Nam Việt Nam. Và việc đưa quân đội của ta vào các chiến khu đó không bị hạn chế gì cả. Ông nói nhiều lần rằng kế hoạch của ta có một số yếu tố tích cực như cơ quan 3 thành phần làm việc theo lối nhất trí, có nhiều đảm bảo để không bên nào khống chế được cơ quan đó và chỉ có quyền hạn thi hành các điều khoản quân sự và chính trị, và các chính quyền hiện nay ở Nam Việt Nam vẫn tồn tại. Ông cũng nhận phía ta có một bước tiến bộ lớn. Tuy nhiên, những yếu tố tích cực nói trên không có yếu tố nào có ý nghĩa nếu các nhà cầm quyền hiện nay ở Sài Gòn không có khả năng tồn tại. Những yếu tố đó cộng lại với nhau sẽ gây tác động tối đa với cơ cấu chính trị hiện nay ở Sài Gòn, làm cho phía Mỹ lo ngại. Rồi ông kê ra những yếu tố tiêu cực, muốn gạt Thiệu ngay sau khi ký hiệp định, xóa bỏ Hiến pháp Sài Gòn, lập một cơ quan giống như là một cơ quan chính phủ từ Sài Gòn đến xã, muốn Mỹ rút nhanh trong khi lực lượng ta còn ở lại, muốn Mỹ chấm dứt viện trợ cho Sài Gòn trừ vấn đề thay thế vũ khí, trong khi không muốn có sự kiểm soát nào đối với viện trợ quân sự cho miền Bắc và cho miền Nam nữa. Mà như ông nói nhiều năm nay, xe tăng của ta đưa vào miền Nam mà Mỹ không thể nào biết được. Kế hoạch của ta không dự kiến một cuộc ngừng bắn ở các nước Đông Dương. Ông ta nói rằng nêu ra như vậy không phải đòi ta thỏa mãn, mà chỉ muốn ta hiểu cần phải đối phó với những vấn đề đó. Sang đề nghị mới, Kissinger nói: về vấn đề chính trị, chúng tôi thừa nhận trên thực tế nguyên tắc cơ bản cho rằng có 2 quân đội, 2 chính quyền và 3 lực lượng chính trị ở Nam Việt Nam. Đề nghị của Mỹ thể hiện rõ quan niệm đó. Ngoài ra, còn đáp ứng một nguyên tắc cơ bản khác nữa là cần có cơ quan 3 thành phần làm trung gian và làm cố vấn cho cả đôi bên và có thể đóng góp vào việc thi hành các hiệp định được ký kết. Đề nghị mới của Mỹ hôm đó là một nhượng bộ lớn. Kissinger nói, Hoa Kỳ chấp nhận cơ quan có 12 ủy viên và đề rõ cách cử các thành phần, vấn đề ai làm chủ tịch, ấn định một cách chính xác quyền tự do dân chủ, tán thành ủy ban sẽ quy định thể thức bầu cử và giám sát bầu cử. Vì vậy, vai trò của nó bây giờ giống với vai trò chính phủ hòa hợp dân tộc của Việt Nam. Tất nhiên, Mỹ không chấp nhận đó là một chính phủ, vì theo Kissinger,
nhiệm vụ ủy ban đó không phải là của một chính phủ và nó chỉ có tính chất lâm thời. Nếu Việt Nam không đồng ý chữ ủy ban thì sẵn sàng xem đó là ủy hội và sẵn sàng xem xét đề nghị khác của Việt Nam. Còn vấn đề bầu cử quốc hội hay tổng thống thì Kissinger nói chưa thuyết phục được Sài Gòn vì kế hoạch của Việt Nam chưa có đi có lại và còn mơ hồ. Trong đề nghị mới của Mỹ, vấn đề này còn để trong dấu ngoặc. Kissinger hứa sẽ dùng ảnh hưởng tối đa của Mỹ đối với Sài Gòn về việc đó và đề nghị gác vấn đề này lại sau. Ông trình bày tiếp những vấn đề mới của Mỹ. Chấp nhận và tán thành dùng chữ thống nhất trong các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Đưa thời hạn rút quân Mỹ xuống 75 ngày, nhưng vẫn đòi thực hiện ngừng bắn duy nhất cho các nước toàn Đông Dương. Đề nghị hai bên dùng ảnh hưởng của mình đối với đồng minh của mỗi bên ở Lào. Nay các bên đang có nói chuyện với nhau. Thực hiện cùng ngừng bắn một lúc khi ký hiệp định về Việt Nam. Rồi có bộ máy kiểm soát để đáp ứng mối quan tâm của Mỹ về các con đường thâm nhập qua Lào. Đối với Campuchia, tuy chưa có nói chuyện giữa hai bên ở đó, nhưng ông đề nghị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ cùng dùng ảnh hưởng của mình thuyết phục các vị chỉ huy quân sự Campuchia họp lại để thu xếp một cuộc ngừng bắn. Hoa Kỳ cũng chấp nhận việc các lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam do các bên Nam Việt Nam giải quyết, nhưng đề nghị khi thực hiện ngừng bắn, các bên trao đổi bản kê, ghi rõ vị trí các lực lượng của mình ở Nam Việt Nam để làm dễ dàng cho việc giám sát quốc tế, đảm bảo rằng các đơn vị dùng vào việc tấn công mùa xuân vừa qua không còn ở Nam Việt Nam nữa. Ông ta không quên nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng Mỹ sẽ không ký kết một văn kiện nói về trách nhiệm của Mỹ trong việc bồi thường chiến tranh, nhưng sẵn sàng tham gia vào một chương trình tái thiết lớn trên toàn Đông Dương. Mỹ sẵn sàng viết cam kết đó trong một tuyên bố đơn phương. Kissinger cũng tuyên bố Mỹ sẽ rút các lực lượng hải quân, các lực lượng đã tăng viện vào Việt Nam mùa xuân vừa qua, ra khỏi hải phận Việt Nam như Lê Đức Thọ yêu cầu, là cách bờ biển Việt Nam 300 hải lý. Hôm đó, ngoài đề nghị mới, phía Mỹ còn trao cho ta 6 văn kiện, trong đó có 3 bản nói về việc rút lực lượng ta ra khỏi Lào và Campuchia và việc trao trả tù binh ở hai nước trên. Còn tuyên bố đơn phương của Mỹ về việc đóng góp vào tái thiết Đông Dương thì rất gọn gàng. Hoa Kỳ sẽ coi tất cả các nước Đông Dương là đáng được giúp đỡ trong những chương trình tái thiết sau chiến tranh. Hôm ấy, có một buổi nghỉ trưa tương đối dài. Quá 16 giờ hai bên họp lại, Lê Đức Thọ mở đầu bằng khen Kissinger đã nêu lên một số điểm về chính trị gần với quan điểm của ta. Kissinger tỏ ra chăm chú hơn vì hôm nay có lẽ Lê Đức Thọ khác với mọi hôm, luôn luôn phê phán và chỉ trích như một thầy giáo giảng bài cho học trò. Hôm nay ông Thọ có vẻ cởi mở, tươi cười hơn. Lê Đức Thọ nhắc lại thời điểm hai bên đã thỏa thuận và nói: với những vấn đề mà hai bên đã trình bày thì chúng tôi thấy chúng ta khó mà đi nhanh được, khó mà bảo đảm thời điểm mà chúng ta đã thỏa thuận. Kissinger cũng như tướng Hết và cả đoàn Mỹ chú ý hơn. Ông Thọ nói tiếp: để bảo đảm nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình và để tỏ thiện chí của chúng tôi, hôm nay chúng tôi đưa ra đề nghị mới cả về nội dung và cách đàm phán rất thiết thực, đơn giản như sau. Cả đoàn Mỹ lặng im. Lê Đức Thọ dõng dạc: trên cơ sở 10 điểm của chúng tôi và của các ông, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ sẽ thỏa thuận và ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam mà chính các ông có lúc đã đề nghị. Hiệp định này chỉ nhằm giải quyết các vấn đề quân sự như vấn đề rút quân Mỹ, vấn đề trao trả những người của các bên bị bắt trong chiến tranh, vấn đề ngừng bắn và có kiểm soát và giám sát quốc tế ở Việt Nam, bao gồm cả vấn đề Hoa Kỳ chịu trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh,
khôi phục kinh tế miền Bắc Việt Nam, còn các vấn đề quân sự và chính trị ở miền Nam Việt Nam, thì chúng ta chỉ thỏa thuận về những nguyên tắc chính. Sau khi ký hiệp định này thì sẽ ngừng bắn ngay. Bây giờ thì cố vấn Nhà Trắng thật sự ngạc nhiên. Ông ta không ngờ rằng điều ông ta đề xuất 4 năm và nói lại nhiều lần trong 3 năm qua thì hôm nay chính Lê Đức Thọ lại chấp nhận. Lê Đức Thọ nói tiếp. Ngoài hiệp định nói trên, chúng ta sẽ ký một văn bản ghi những điều thỏa thuận về việc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, bao gồm những điểm về nguyên tắc về việc giải quyết những vấn đề về lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam mà ông và chúng tôi đã thỏa thuận trong diễn đàn này. Văn bản này sẽ được chuyển cho hai bên miền Nam Việt Nam thảo luận và thực hiện sau khi ngừng bắn. Đương nhiên, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gặp nhau để giải quyết những vấn đề tồn tại giữa hai bên hoặc giải quyết những mắc mưu ở những diễn đàn nói trên. Trong khi đưa ra những đề nghị mới này, chúng tôi không để vấn đề chính trị miền Nam Việt Nam là vấn đề khó khăn nhất kéo dài cuộc đàm phán của chúng ta nhằm nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng hòa bình của nhân dân hai nước. Đồng thời, chúng tôi đã chú ý tới những mối quan tâm nhất của các ông. Từ khi Lê Đức Thọ nói về nội dung cụ thể, Kissinger đã chú ý ghi liên tiếp, nhưng đến đây ông ta vội nói. Các ông có đưa cho chúng tôi bản đề nghị này không, để tôi khỏi phải ghi? Chúng tôi sẽ đưa bản đề nghị đó cho các ông, Lê Đức Thọ trả lời. Kissinger thở dài khoan khoái, ông Thọ tiếp. Trong đề nghị này, chúng tôi không đòi lập chính quyền hòa hợp dân tộc trước khi có ngừng bắn, mà để hai bên miền Nam thực hiện việc đó chậm nhất trong vòng 3 tháng sau ngừng bắn. Như người vớ được của quý, Kissinger liền hỏi. Như vậy, vấn đề đó để lại sau này? Lê Đức Thọ, đúng như vậy. Chúng tôi, ông Thọ nói tiếp, sẵn sàng mở diễn đàn hai bên miền Nam Việt Nam ngay sau khi ngừng bắn, mà không đặt điều kiện nào. Như vậy là thời gian Thiệu từ chức cũng có khác trước. Đến đây thì sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt của Kissinger cũng như của các thành viên trong đoàn Mỹ. Lê Đức Thọ nghỉ một lát rồi giới thiệu những điểm chính trong dự thảo hiệp định. Điều 1. Về các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Như vậy đề nghị của các ông với chúng tôi đã thỏa thuận. Về vấn đề chính trị miền Nam, trước hết là việc tổng tuyển cử, chỉ cần viết một câu ngắn. Nhân dân Nam Việt Nam tự quyết định chế độ chính trị của miền Nam Việt Nam qua bầu cử thật sự tự do và dân chủ. Sau này, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ bàn với nhau về bầu cử tổng thống hay quốc hội. Về chính quyền ba thành phần, nếu chúng ta thỏa thuận được về quyền lực và nhiệm vụ của nó, thì chúng ta có thể tìm ra một công thức thích hợp về tên gọi của nó. Kissinger hỏi ngay, tổ chức này bắt đầu làm việc từ lúc nào? Lê Đức Thọ, sau khi hai miền Nam Việt Nam thỏa thuận với nhau thì mới thành lập ra tổ chức này và nó bắt đầu làm việc. Về chức năng của tổ chức này, ông Thọ nêu, chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc thi hành hiệp định, đồng thời giải quyết các vụ xung đột giữa hai bên. Ta đòi tổ chức này có hệ thống đến tận xã. Trong việc rút quân Mỹ, ta đề ra thời hạn 60 ngày. Như vậy, hai bên còn cách nhau 15 ngày. Lê Đức Thọ nói, nếu thỏa thuận thì đem 15 ngày chia đôi ra. Kissinger hưởng ứng ngay. Ông cố vấn đặc biệt nghĩ đúng như tôi có đề nghị ra 67 ngày rưỡi. Lê Đức Thọ, tôi chỉ nói 60 ngày thôi. Đối với chúng tôi, mấy ngày không quan trọng. Các ông đã ở lại đất nước chúng tôi trên 10 năm mà chúng tôi vẫn đủ sức đối phó với các lực lượng của các ông, thì có thêm 7 ngày nữa cũng không sao. Ông Thọ nói tiếp sang vấn đề viện trợ quân sự. Cả hai bên không được viện trợ cho các bên ở miền Nam Việt Nam, kể cả chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn. Lê Đức Thọ cũng chấp nhận việc thay thế vũ khí mà phía Mỹ đề ra,
nhưng nhắc lại nguyên tắc công bằng và thêm, để vấn đề đó cho hai bên miền Nam Việt Nam thảo luận. Để đảm bảo ngừng bắn, dự thảo hiệp định đề ra việc thành lập các ban liên hợp hai bên, bốn bên, bên cạnh Ủy ban quốc tế. Lê Đức Thọ nhắc lại những nguyên tắc giải quyết vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam là trên tinh thần hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau, không có sự can thiệp của nước ngoài, phù hợp với tình hình sau chiến tranh và giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân. Ông nhấn mạnh, chỉ ghi nguyên tắc như vậy thôi, rồi các bên miền Nam Việt Nam sẽ bàn với nhau. Riêng về trách nhiệm của Mỹ, dự thảo hiệp định ghi Mỹ có trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng Lê Đức Thọ đề nghị ký hiệp định thư về việc này. Cứ như vậy, ông Thọ giới thiệu các đề nghị về Ủy ban quốc tế, về hội nghị quốc tế và nhắc lại quan điểm của Việt Nam về Lào và Campuchia. Khi Lê Đức Thọ dứt lời, Kissinger trân trọng. Thưa ông cố vấn đặc biệt, thưa ông Bộ trưởng, trước hết tôi xin nói rằng tôi hoàn toàn chia sẻ những ý kiến mà ông cố vấn đặc biệt vừa mới phát biểu. Hai nước chúng ta phải đi tới hòa bình, phải mở ra quan hệ giữa hai nước chúng ta. Mối quan hệ đó sẽ thay đổi tình hình đối địch giữa hai nước chúng ta trong nhiều năm qua. Căn cứ vào lời phát biểu và cách trình bày của ông cố vấn đặc biệt, tôi nghĩ các ông đã mở một trang sử mới trong thương lượng và có khả năng chúng ta có thể giải quyết sớm. Kissinger đề nghị tạm nghỉ và khi hai bên họp lại, ông ta nói, các ông đã trao cho chúng tôi một văn kiện hết sức quan trọng và rất cơ bản. Tiếp đó, ông đưa ra một lịch công tác. Hai ngày tới hoặc dài hơn hoàn thành văn kiện, ông ta sẽ về Washington xin ý kiến Tổng thống, sau đó Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn đi Hà Nội qua Guam để hoàn tất và ký tắt hiệp định. Ngày 22 tháng 10 là xong tất cả. Lê Đức Thọ hỏi lại. Ngày 22 tháng 10 là xong tất cả, ký kết ở Paris. Kissinger khẳng định, trung tuần 22 tháng 10 là xong tất cả mọi thứ. Ông ta còn nhắc lại và nói rõ ký kết hiệp định ở Paris vào ngày 25 hoặc 26 tháng 10. Trước khi nghỉ họp, ông nhắc lại một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề ngừng bắn ở Lào và Campuchia, việc rút quân Việt Nam ở hai nơi này, danh sách các đơn vị miền Bắc đã vào miền Nam trong mùa xuân vừa qua. Về cuộc gặp này, Kissinger viết trong hồi ký của ông như sau. Hầu hết các đồng sự của tôi và tôi hiểu ngay tầm cỡ của những điều chúng tôi vừa nghe. Tôi yêu cầu ngừng cuộc họp ngay. Lott, thành viên trong đoàn Mỹ, và tôi nắm tay nhau và tuyên bố, chúng ta đã thành công. Tướng Hết, người đã từng chỉ huy ở miền Nam Việt Nam, xúc động tuyên bố, chúng ta đã cứu vớt danh dự cho bao người đã chiến đấu, đau khổ và hy sinh ở nơi đó. Tôi chưa bao giờ cảm động bằng buổi quá trưa mát mẻ của ngày Chủ nhật mùa thu ấy. Chúng ta sẽ đạt được điều mà chúng ta tìm kiếm, một nền hòa bình phù hợp với danh dự và trách nhiệm quốc tế của chúng ta. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1402, 1403, 1404. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam, phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.